empty down my soul. You've heard it all before, honest, but I know. Left these years ago, I was young and I'm old. Still good for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night from sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? 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 When everything's said and done. Hôm nay là mùng 7 Tết và mình sẽ bắt đầu một năm mới bằng một cái chuyến tour đầu năm. Chuyến tour lần này mình cũng đi cắm trại luôn. Nhưng mà khác một cái là mình sẽ không đem đồ camping của mình đi, giống như đợt trước. Mà đợt này thì mình sẽ đi một cái khu dịch vụ, họ sẽ lo hết tất cả toàn bộ, từ lều trại, bàn ghế đó, mình không đem gì cả. Có một cái là tụi mình tự đem đồ ăn theo thôi, cho nó đúng ý tụi mình á. Ở đó thì họ có chuẩn bị đồ ăn luôn, nhưng mà sợ là không có đúng ý, như sợ thiếu, cho nên thôi tụi mình tự túc chuẩn bị đồ ăn vẫn được nha các bạn. Dù bạn nào mà ngại cái khâu chuẩn bị đồ ăn thì lên đó chọn đồ ăn cũng được, có lẩu, có thịt nướng, còn mình tự chuẩn bị cũng được luôn, nó sẽ có cái giá khác. Rồi ở trên đó họ sẽ cung cấp cho mình đầy đủ đồ đạc. Mình chỉ đem theo đồ ăn thôi, đồ ăn mình chuẩn bị sẵn ở nhà. Bây giờ thì mình sẽ qua bên bệnh viện, cơ quan mình đang công tác để gặp mấy bạn kia. Đợt này thì mình đi chung với mấy bạn làm chung trong bệnh viện của mình. Đó cũng là lý do tại sao mà lần này mình không có đi tham khổ nữa, mình quyết định đi sung sướng một bữa. Tại vì mấy bạn bên bệnh viện của mình thì cũng đa số toàn là con gái, cho nên là rất là ngại mang vác. Mình bước hết dịch vụ luôn, đi cho nó khỏe, mọi người chơi cho nó vui. Còn mà tự đem đồ theo đi cam thì nó sẽ hơi cực. Chưa ăn sáng luôn. Biết kẹt không? Địa điểm lần này mà tụi mình đi chính là hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh. Cái địa điểm này cũng khá là hot trong cái giới cắm trại, và đã rất là nhiều người đi rồi. Và trên đây cũng đã có rất là nhiều bãi làm dịch vụ mà mình chưa có đi. Cho nên mình tính đi cái bãi Dầu Tiếng Tây Ninh này. Thì sẵn đó cái mấy chị nè còn được nghỉ, mấy bạn trong cơ quan mình còn được nghỉ nè. Cái rủ nhau đi luôn, kéo nhau đi, chơi cho biết. Nó chạy chậm quá mấy bạn ơi. Mình sợ là mấy chị em theo không kịp, cho nên mình chạy tèn tèn nè chứ. Nếu mình đi solo một mình thì chắc giờ này em tới chỗ rồi. Nãy giờ đi 1 tiếng ngồi mà đi được chắc có chưa được 40 cây nữa. Cứ chạy tèm tèm vậy nè, 50 cây số trên giờ. Đó, đây là hai chiếc xe của hai bà chị, còn kia là hai đứa em làm chung cơ quan của mình đó. Thì đi chung với toàn phụ nữ mà, cho nên cứ chạy tàn tàn vậy thôi chứ không có đi nhanh được. Nếu nãy giờ mình đi mình là tới chỗ luôn rồi. Rồi mình đang từ quốc lộ 1 rẽ vô một cái đường này. Nguyễn Thị Lắng. Nguyễn Thị Lắng rồi.
tới đây thì nó bắt đầu cảm thấy quê quê rồi đó. Ê, em nói chuyện á, cái nó vô cái vlog này luôn á. Cái gì hả? Ừ, tại vì cái loa nó lớn mà. Mình hôm qua mình mới gắn cái cado đó, thì vợ mình nói chuyện á, nó cũng chắc nó cũng lọt vô trong cái mic của cái iPhone 3 luôn. Hiện tại mình đang ở Bình Dương, tỉnh Bình Dương, thị xã Dầu Tiếng cái gì á. Hả? Ủa vậy hả? À, hiện tại là mình đính chính lại là huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Còn khoảng 16 cây nữa thì mình sẽ tới cái quán Núi Lở để ăn trưa, nghỉ trưa chút xíu. Tại vì cái chỗ mà tụi mình ấy lều thì cũng phải tới 2-3 giờ chiều thì người ta mới cho check in. Bây giờ tới chỗ nhà hàng thì chắc cũng khoảng 12 giờ rồi. Thôi ăn uống nghỉ ngơi chút xíu đi cho đỡ mệt đi, rồi 1-2 tiếng rồi đi vô nhận lều, set up rồi chơi. Bây giờ còn sớm quá. Với một phần là ở ngoài Hồ Dầu Tiếng bây giờ còn nắng lắm, không có đi ra ngoài chơi được đâu, nắng cúi đầu luôn. Thôi cứ chơi ở nhà hàng. Cái này, cái nhà hàng Núi Lở này thì được khá nhiều bạn TikToker review đó. Mình cũng vô mình lướt mình thấy, nó sẵn dịp này đi nè, cái mình ghé đây mình ăn uống luôn. Nghe nói là quán có view khá đẹp. Để một lát mình tới, có gì mình quay cho các bạn coi ha. Hả? Không không, mình đi thẳng vô quán, ăn uống nghỉ ngơi chút xíu. Má ơi, nó bụi kìa. Trời ơi, anh đang đẩy kiến rồi. Trời, tội nghiệp mấy đứa nhỏ luôn. Ở đây đường nó chưa kịp làm hay gì á. Má ơi, đường đây đang làm hay gì á. Ngắn à, con khúc đó. Nó đường xấu quá. Ủa phải phải đây không? Ờ nó nè. Ờ đông quá à. Mà cô không còn chỗ nào quán nào ăn đâu. Cái quán này là duy nhất ở dưới đây là suối. Cũng đúng hả các bạn, giờ này còn mùng 7, mùng 8 mà người ta đi du lịch nhiều á, cho nên khóa quán khá đông. Alo, alo, quán có bạn không, có bạn không? Chưa dọn. Để xuống đây, để xuống đây. Ê Duyên, Duyên, Duyên. Ừ. Thôi quay quay lại cái bàn này đi, ngồi đại đi, lát ba dọn. Kệ em ba dọn này Duyên ơi. Còn dạ dạ trong đây nói nhiều lắm. Cái bàn này em ba dọn nè. Tụi mình có ghé quán ăn Núi Lở nằm ở cạnh bên một con suối, cho nên là cái khung cảnh rất là đẹp. Cái hôm mà tụi mình tới thì quán khá là đông nhưng mà phục vụ lên món vẫn rất là nhanh. Ngoài ra thì đồ ăn cũng rất là ngon, giá cả thì không rẻ cũng không mắc, nhưng mà theo mình thấy thì lễ Tết giá cả như vậy cũng khá là hợp lý. Cái chỗ mà tụi mình cắm trại á, nó nằm trong một cái khu du lịch. Thì trước khi vào là sẽ mua vé, cứ 10.000 người vậy đó. Cái đường vào cũng đẹp ghê chứ. Kiểu người ta thu phí mà người ta bảo tồn được thì cũng ok.
nguyên một cái bãi đã gì. Rồi đây là bãi chạy của tụi mình ha, thì cái đó là cái đường vô hồi nãy mình đi vô. Tụi mình sẽ được bố trí gồm một cái lều bự này là ở 6 người, còn cái lều nhỏ này là ở 8 người. Đó, ở đây sẽ có một cái mái che để ngồi chơi. Tất cả những cái giá tiền mà các bạn đóng là trọn gói luôn. Đây được trang bị bếp than nè. Rồi, đây là nguyên một cái ổ bài bạc. Chúng bao về làm gì có giá bài, chúng bao về. Đây. Nó ba ra ngoài chúng bao về. Ngoài ra các bạn cũng được trang bị củi luôn ha, củi than, nước suối 21 lít, nước đá luôn. Đây là cái view ngoài bờ hồ, hồ Dầu Tiếng. Ở đây có mấy cái xích đu nhỏ nhỏ nè, đây có một cái sân khấu để hát acoustic, hình như hôm nay là có acoustic luôn. Bên kia chính là núi Bà Đen, đó. Đẹp quá. Bây giờ là giác khoảng 3 giờ chiều rồi, bắt đầu trời bắt đầu mát rồi, để ra ngoài chơi chụp hình được rồi. Đây là nguyên một cái triền cỏ luôn đó. Đây là toàn thể cái bãi chạy của mình nè. Đây, qua bên đây luôn. Bây giờ thì mình sẽ dọn để chuẩn bị đi về, mặt trời cũng đã lên rồi. Ở chỗ này thì 10 giờ là phải check out ra, thì bãi ở đây là người ta sẽ dọn cho mình luôn, nhưng mà mình đi dọn luôn, giữ sạch cái vệ sinh để mai mốt những người tới sau người ta còn chơi được. Mấy cái nào rác của mình sẵn rồi mình dọn xung quanh luôn cái bãi chạy, mấy rác nhựa này nè. Các bạn nào mà có chơi cái bộ môn cắm trại này thì mình cũng nên dọn sạch rác của mình, đừng có xả rác. Thứ nhất nó vừa phá hoại môi trường, thứ hai là rất ảnh hưởng xấu đến hình ảnh những người cắm trại. Sau này thì ví dụ như các bạn có một cái bãi đó đẹp đi, thì nói chung cũng đất thôi, người ta sẽ cho vào để chơi chứ không ai tính tiền làm gì hết trơn. Mà các bạn cứ xả rác hoài thì sau này cái bãi đó nó không còn nữa, người ta ghét, ta không cho vô nữa. Đã có nhiều trường hợp rồi, vô chơi xả rác quá, chủ đất người ta không cho vô nữa. Chứ nếu như mình mà có đất mình cũng cho vô, mà phá quá thôi mình cũng nghỉ dẹp.
Rồi, bây giờ tụi mình sẽ lên đường trở về. Đi thôi mọi người. Thì ở cái địa điểm này có tên là Vivu 24 giờ. Các bạn cứ lên Facebook tìm. Địa điểm này cách Sài Gòn mình khoảng 70 cây số. Hồ Dầu Tiếng. Nếu như các bạn nào mà thời gian hạn hẹp á, mà muốn đi cắm trại, ngại mang vác đồ, thì mình có thể đi cũng được. Người ta sẽ chuẩn bị hết tất cả cho mình luôn, không thiếu thứ gì cả. Giá cả thì theo như mình thấy chỗ này cũng hợp lý, nhưng mà khá là bình dân so với những cái chỗ khác. Rồi thôi, video của mình chắc sẽ kết thúc tại đây. Nếu như các bạn thấy hay, nhớ cho mình một like, một share, một subscribe. Cảm ơn các bạn. Bye bye.